Chào các em học sinh lớp 9. Chúng ta ổn định để chúng ta bắt đầu bước vào bài học. Hôm nay ở tuần 4, tiết 7-8, chúng ta tiếp tục thực hiện bài thể dục phát triển chung của lớp 9 phần tiếp theo. Ở phần mục tiêu kiến thức thì chúng ta sẽ nắm được một số cái nội dung chương trình thể dục lớp 9. Các em sẽ biết phân nhóm để tập luyện đúng theo yêu cầu, biết một số quy định để nâng cao tính kỷ luật trong giờ học. Về kỹ năng thì các em có thể thực hiện được các nhịp của bài thể dục đã học. Về thái độ thì chúng ta sẽ tích cực, tự giác trong tập luyện, tuân thủ quy định của giáo viên. Về địa điểm thì chúng ta tiếp tục học trực tuyến. Ở phần nội dung bài học, đầu tiên ở phần điểm danh, thầy nhắc các em một lần nữa là chúng ta khi đến tiết lên lớp thì chúng ta phải đăng nhập vào đường link của lớp học để thứ nhất là chúng ta điểm danh, thứ hai là chúng ta xem bài nha. Trường hợp các em không đăng nhập vào xem như là chúng ta không có đi học, điểm danh vắng. Các bạn điểm danh sẽ tổng hợp để gửi về cho trường. Hôm nay chúng ta sẽ ôn lại bài thể dục từ nhịp 8 đến 18 của nam và nữ và học mới từ nhịp 9, 19 đến 26. Ở phần khởi động thì trước khi thực hiện các nhịp của bài thể dục thì chúng ta sẽ khởi động chung. Các em sẽ xoay các khớp cổ, vai, khuỷu tay. Nói chung là chúng ta phải làm nóng cơ thể nha. Các động tác ép dọc, ép ngang. Chúng ta đi vào bài của nam trước. Chúng ta sẽ ôm lại từ nhịp 1 đến 16. Các em quan sát hình ảnh từ nhịp 1 của 16 của nam mà chúng ta đã học tuần trước. Chúng ta học mới từ nhịp 17 đến 26. Nếu ở trường thì sẽ thị phạm cho các em. Chúng ta đi vào chi tiết từng nhịp. Ở nhịp 16 đứng lên, thu chân phải về, các chân trái rộng hơn vai, hai tay dang ngang, lòng bàn tay lúc này sắp. Nhịp 17 gập thân về trước, vặn mình sang trái, tay phải chạm chân trái, hai chân thẳng, cúi đầu nhìn theo tay trái. Ở nhịp 18, lúc này nâng thân lên, sau đó thực hiện giống nhịp 17 nhưng vặn mình sang phải, đổi vị trí hai tay. Nhịp 19 về như nhịp 16. Nhịp 20 dồn trọng tâm vào chân phải, bước chân trái sang ngang rộng hơn vai, hai tay ra trước song song, lòng bàn tay sắp. Nhịp 21 thu chân trái sát chân phải thành đứng thẳng, hai tay dang ngang, lòng bàn tay lúc này ngửa. Nhịp 22 như nhịp 20 nhưng đổi bên. Nhịp 23 thu chân phải về thành thẳng đứng, hai chân rộng hơn vai, hai tay dang ngang, lòng bàn tay ngửa. Cái hình này là lòng bàn tay sắp là sai nha các em. Đúng, động tác đúng là lòng bàn tay ngửa. Nhịp 24 giữ nguyên tư thế, hai tay dang ngang, vặn mình sang trái. Nhịp 25 như nhịp 24, lúc này chúng ta vặn mình sang phải. Nhịp 26 như nhịp 19. Chúng ta xem một đoạn clip từ nhịp 1 đến 26 của nam. Quê vì nước kinh tiết quốc gia, đoàn thanh niên ta góp tài ba. Dân sinh bơi mạnh trong năm giới, toàn lực xây vững thiên chung nước nam. Quê vì nước chi kỷ cương thiền, giống là ông quỳ hùng vô biên. Đâu quân quỳ em chung sống tháp ta, gọi thuộc Việt Nam thanh niên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Như vậy chúng ta mới vừa hoàn thành từ nhịp 17 đến nhịp 26 của nam. Bây giờ chúng ta qua nhịp của nữ. Đầu tiên chúng ta sẽ ôm lại từ nhịp 1 đến 18. Các em quan sát hình ảnh. Đây là 18 nhịp của nữ mà chúng ta đã học. Chúng ta tiếp tục học mới từ nhịp 19 đến 27. Chúng ta đi vào chi tiết. Ở nhịp 19, lúc này chúng ta nâng đùi trái ra trước lên cao, ngang hông, cẳng chân vuông góc với đùi và mặt đất, hai tay chống hông. Nhịp 20 và 21, lúc này đưa hai tay sang ngang, bàn tay ngửa, chân trái duỗi thẳng và nâng cao hết mức tối đa. Thân hơi ngửa ra sau để giữ thân bằng, mặt ngửa. Nhịp này chúng ta làm hơi nhanh một chút. Nhịp 22, hạ chân trái chạm đất, về tư thế như nhịp 15, nhưng đổi bên. Nhịp 23, từ từ gập thân cúi đầu, đồng thời kéo bàn chân trái về chân phải để chuyển trọng tâm vào chân phải. Chân phải lúc này khuỵu gối, chân trái và mũi chân duỗi thẳng, hai tay đưa xuống dưới, ra sau, chết lên cao, lòng bàn tay hướng vào nhau, mắt nhìn theo bàn chân trái. Nhịp 24, nâng thân thẳng, dồn trọng tâm vào chân trái, chân phải phía sau hơi co gối, mũi chân chạm đất, hai tay giơ chết lên cao, lòng bàn tay hướng vào nhau và ngửa đầu. Nhịp 25, hạ gót chân phải làm trụ, xoay người 90 độ về bên trái và bước chân trái sang ngang, lòng bàn tay ngửa. Nhịp 26, đưa hai tay lên cao song song, lòng bàn tay hướng vào nhau, đồng thời nghiêng lườn sang trái, trọng tâm lúc này dồn vào chân phải, chân trái thẳng, mũi chân chạm đất. Nhịp 27 như nhịp 25. Và chúng ta cũng sẽ xem một đoạn clip từ nhịp 1 đến 27 của nữ. Như vậy chúng ta mới vừa hoàn tất xem cái clip từ nhịp 1 đến 27 của nữ. Ở phần kết thúc, sau khi thực hiện xong các động tác thì chúng ta sẽ thả lỏng cơ thể để hồi tỉnh. Ở nhà thì các em nhớ học thuộc các nhịp của bài thể dục, dành thời gian ra để chúng mình tập luyện nha các em. Tuần sau khi lên tiết thì thầy sẽ mời một hai bạn mở cam lên để thực hiện lại một số nhịp của bài thể dục cho các bạn quan sát. Ở phần xuống lớp thì thầy chúc các em và gia đình nhiều sức khỏe.
Chào tạm biệt các em.